Hello mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chức năng đó là quần hùng chụp lộc. Thì đối với cái chức năng này thì yêu cầu các bạn cần phải đạt cấp 95 để tham gia. Thì khi các bạn đạt cấp 95 thì các bạn nhấn vào cái hình ảnh quần hùng chụp lộc, thì trong đây nó có hướng dẫn đây nè. Cái mục chú ý của nó hướng dẫn. Thì nó hướng dẫn rất là nhiều mà theo mình thấy thì các bạn đọc trong đây thì có nhiều bạn sẽ không có hiểu được cái nó mấy cái chức năng trong đây nó cần phải làm gì, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái mục trong đây. Thì đầu tiên thì cái quần hùng chụp lộc này thì các bạn đạt cấp 95 thì các bạn sẽ vào, và đối với những cái người nào mà là bang chủ á thì nó sẽ có thêm cái chức năng là mục tiêu bang ở bên tay góc phải màn hình nè. Mục tiêu này nè, thì cái mục tiêu này để làm gì, thì khi mỗi ngày thì nó sẽ tạo mới các thành, những cái thành nào mà có cái hai cái kiếm cắt chéo ở trên thì các bạn có thể tấn công và chiếm. Thì cái người bang chủ thì sẽ thiết lập mục tiêu chiến của bang là có lá cờ này. Thì giả sử đi, thì mình sẽ thiết lập mục tiêu bang là ở Nhữ Nam, thì mình sẽ bấm vào cái cờ hiệu này và bấm vào cái thành này, bấm thiết lập. Thì cái thiết lập này thì để cho các thành viên khác trong bang thì thấy là cái thành này là mục tiêu của bang mình đã chiếm, thì nhiều các thành viên nó sẽ vào để chiếm được cái thành này. Thì đối với cái mục chiếm thành này thì các bạn bấm vào cái thành mà có mũi tên ở trên. Thì đây là các gọi là cái thứ tự để xếp hạng nè. Nếu ai chiếm được cái vị trí thứ nhất thì sẽ được 100 điểm. Và ở trong đây thì cái bang này là cái bang nốt 1 ở X76 thì đã chiếm được 210 điểm. Thì khi kết thúc ngày thì nó sẽ chốt điểm là cái bang bang nào có nhiều điểm trong thành đó thì sẽ chiếm được cái bang đó. Như cái bang này nè, nốt 76 nè, X76 thì là cái bang thuộc về người đó, thuộc về cái bang hội đó. Và cái phần làm nhiệm vụ nè, các bạn làm nhiệm vụ là nhiệm vụ khiêu chiến. Thì đó, nhiệm vụ khiêu chiến này thì các bạn chỉ cần vào cái thành mà có những cái kiếm đó thôi, thì các bạn vào các bạn chiếm. Mình sẽ vào cái mục thấp nhất để dễ kiếm. Như thế này nè, mình sẽ khiêu chiến thử một người. Thì khi khiêu chiến thắng hoặc là thành công thì các bạn sẽ vào một cái nhiệm vụ này để nhận thưởng. Đây, khiêu chiến một lần thì được hưởng đây. Thì cái đối với cái lượt khiêu chiến này thì các bạn mỗi ngày thì các bạn khiêu chiến được thoải mái, nó không có giới hạn lượt khiêu chiến. Nhưng cái nhiệm vụ này thì nó chỉ cho bạn tối đa là khiêu chiến 12 lần. 12 lần để các bạn nhận thưởng. Đây, số lần khiêu chiến đạt 12 lần thì các bạn nhận thưởng. Thì nếu các bạn khiêu chiến thêm nhiều lần nữa thì nó cũng không có được thưởng thêm, nên thường người ta sẽ làm xong cái 12 lần khiêu chiến này là người ta ngưng. Còn đối với cái mục khác nữa là cái mục chi kích lệnh. Thì đối với cái mục này thì các bạn chỉ cần bấm vào thì nó sẽ hiển thị cái tướng địch mà các bạn cần phải truy kích, tức là các bạn cần phải đánh nó. Thì các bạn khi bấm vào cái mục đó thì nó sẽ hiển thị lên cái con tướng mà các bạn cần phải đánh. Thì các bạn cần phải bấm vào cái chữ theo dõi nhanh thì nó hiển thị trên cái thành nào mà cái người chơi đó nó ở trong, thì nó hiển thị chữ truy. Nhưng khi các bạn muốn khiêu chiến được cái thành cái người đó thì cái người đó cần phải ở trong cái thành mà có hai cái kiếm chéo lại với nhau nè thì các bạn mới đánh được. Và mình sẽ vào thử cho các bạn xem là thành này không có cái kiếm thì mình sẽ không có đánh được. Mình chỉ cần bấm vào cái thành và bấm chi kích lệnh nè để mình theo dõi nhanh là nó sẽ đưa tới cái người mình khiêu chiến. Đây, Điêu Nhã Linh nè, đó thấy không, nó sẽ hiển thị lên thành hiện tại không thể công đánh.
Thì các bạn cần phải sao? Thì các bạn cần phải vào cái mục chi kích lệnh và bấm cái mục tạo mới nè. Và rồi các bạn bấm theo dõi nhanh. Tiếp tục là cái thanh này nó không thể công được thì các bạn cứ đổi. Cái lượt đổi mới này thì nó không có giới hạn thì các bạn đổi liên tục. Còn cái lượt khiêu chiến mỗi ngày miễn phí là 2 lượt. Các bạn muốn khiêu chiến thêm thì các bạn cần phải mua. Như cái này nè, mua lần vàng. Mua lần thứ hai là thêm 300 vàng nữa. Cứ tiếp tục như vậy. Thì cái số lần mua này thì nó tùy thuộc vào cái cấp độ VIP của bạn thôi. Mình sẽ theo dõi nhanh thử. Đây, ở đây thì cái thành này cũng không thể khiêu chiến được nên mình sẽ tạo mới. Bấm theo dõi nhanh. Thì cái thành nhỏ này cũng chưa được luôn, mình sẽ tạo mới. Các bạn cứ tạo mới liên tục chừng nào mà cho cái những cái con tướng này nó ở trong cái thành mà các bạn có thể tấn công được thì các bạn vào để đánh. Đây là cái thành bự này nè, cái thành Lạc Dương này nè, nó có cái kiếm thì các bạn có thể vào đánh được. Các bạn bấm vào theo dõi nhanh. Đây Rakisa S72 thì các bạn bấm vào đánh. Thì khi các bạn đánh thành công thì các bạn sẽ được hưởng quà truy kích nè, mà các bạn được hưởng điểm. Cứ tiếp tục như vậy thì các bạn vào đây, mình còn 1 lượt miễn phí nè, mình sẽ bấm vào theo dõi và mình đánh tiếp. Thì khi tạo mới này thì nó sẽ ngẫu nhiên thôi, xuất hiện những cái người nào ở trong thành thì các bạn đánh được. Nhầm khi thì các bạn tạo mới hoài nhưng các con tướng này nó không ở trong thành có thể đánh được thì hơi bị mệt thôi. Nãy giờ là mình tạo mới cũng nhiều rồi mà nhưng nó không có xuất hiện trong thành có thể không đánh được. Còn nếu đối với nó ở trong cái thành công kích được mà các bạn đánh không thắng được nó thì các bạn cũng nên tạo mới để đánh đi. Để được thưởng thêm các phần quà này nọ thôi. Đó. Thế là mình đã làm xong 2 cái nhiệm vụ chi kích rồi. Sẽ nạo ra. Còn đây là cái mục có hình cái chuông là cái shop y danh. Thì các bạn khi đánh vào cái y danh trên đây nè, này, đó. Thì các bạn có thể mua vào đây để mua mua những cái mảnh thần khí để ghép được thần khí. Thì các bạn có thể tạo mới nè, hoặc là nếu các bạn hết lượt tạo mới miễn phí thì các bạn có thể sử dụng các lệnh tạo mới. Thì mỗi ngày nó tối đa là được tạo mới 20 lần. Thì trong đây ngoài những cái thần khí thì các bạn có thể mua được cái đá nè. Cái đá để ghép vô thần khí và những cái này là cái để tăng kinh nghiệm của thần khí lên. Thì cái mục mua này thì các bạn đầu tiên các bạn ưu tiên nên mua cái giả tỷ như đầu tiên các bạn chưa có cái thần khí nào hết, các bạn muốn mua cái mảnh cây thác bảo. Thì các bạn sẽ tạo mới và các bạn chỉ mua cái mảnh này thôi. Tại vì cái shop y danh của những cái người lực chiến mà thấp thấp á thì nó sẽ khó kiếm nên các bạn cần phải mua một cái mảnh thần khí nào thì kéo theo cái mảnh thần khí đó mua hết để có thể ghép được cái mảnh thần khí.
chứ đừng có mua lan man nhiều cái thì nó sẽ không đủ cái uy danh. Có thể mình đang mua cái mảnh thiên cơ kính nè, mình thì cứ tạo mới để hiển thị cái mảnh đó mà mua, và mình sẽ đảo ra để cho các bạn thấy cái mảnh thần khí đây. Và cái mục chữ thêm thì đây có cái mục thần khí thì các bạn bấm vào. Đây là các thần khí mà mình chưa thu thập được các mảnh nè. Như cái mảnh thần khí Linh Lung Tháp này thì nó cần phải có 40 mảnh để kích hoạt được. Ở đây hiện tại thì mình đã kích hoạt được 3 cái, như cái đầu là cây thất bảo. Thì khi cái cấp bình thường của nó chưa có cường hóa lên cấp cao được á, thì nó chỉ có một lỗ khảm ngọc thôi. Thì khi các bạn muốn khảm lỗ thứ hai này á, thì các bạn phải cường hóa lên nè. Đây nè, cường hóa tăng cấp nó lên. Tăng cấp thì sử dụng miễn cái mảnh này để tăng cấp lên. Đây này, và trong cái mục này thì nó có hiển thị cái mục chiến tích nè. Chiến thần thông tin, đây là thông tin trong bang của mình, thì người nào là trạng thái là on off như thế nào, rồi lực chiến ra sao, thành ở trong thành nào thì nó sẽ hiển thị hết ở đây. Chiến báo thì các chiến báo đánh của những người chơi ở trong cái mấy cái mục thành này. Và cái mục nhiệm vụ mới nãy thì khi các bạn khi chiến thì các bạn nhận thưởng, và thường thì các bạn sẽ khi chiến hết cái này thì các bạn sẽ nghỉ, chứ khi chiến thêm thì nó sẽ không có được thưởng gì thêm nữa. Và đối với cái mục này lưu ý thì các bạn khi chọn mục tiêu bang á, thì các bạn những cái bang, những cái thành nào á mà nó có thể công kích thì các bạn vào và xem, nếu là cái chủ sở hữu mà trong đây như ít nè, chỉ có 120 điểm thì các bạn trong bang á thì hãy cùng chung nhau chiếm cùng một cái thành để chiếm được cái điểm cao và lấy được cái thành đó. Chứ nhiều người như là trong cái bang mình nè, mình đã nói và kêu gọi các bạn để thiết lập mục tiêu bang nhiều lắm rồi, nhưng các bạn mỗi người một thành vậy, bởi không ai chiếm được cái thành nào hết. Như mình thì đang ở thành Quan Độ nè, những người khác thì ở thành Trường Thành, Thượng Dung, Lư Giang, Đồng Quan, Hội Kê. Thì mỗi người một thành thì nó sẽ chiếm không có được cái điểm cao, thì cái bang khác nó nhiều người cùng một thành thì người ta sẽ chiếm được cái lệnh. Còn cái đây là cái bảng xã hội, hiển thị bảng cá nhân thì được điểm bao nhiêu là xếp hạng bao nhiêu. Còn cái hạng bang là tổng tất cả các thành viên trong bang. Quà thưởng nè, nếu các bạn đạt được top thì các bạn sẽ được thưởng. Và hạng bang thì cũng như vậy. Thì nãy giờ mình cũng đã giới thiệu sơ cho các bạn biết được thế nào là làm nhiệm vụ của quân hộp trùng lọc rồi. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.